Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Chặt hết cái đống cây này đem về chắc cũng đủ để làm được một cái chuồng heo đó. Mà thôi chuồng heo cái gì, nhà chị Banda nuôi heo rồi, thôi mình làm cái chuồng bò đi. Chuồng bò cũng được. Cứu tôi với, chu mi nhà, có ai đã chở không? Ủa, ôi, tự nhiên trong rừng đang đi chặt cây mà nghe tiếng cứu. Trời, ai kêu cứu đó, tôi nghe nè. Ai đó, ai đó. Ê, nè nè, cứu ra, trời ơi. Cứu chị Banda. Đừng có biết hả, cái này là chị đang làm cái bẫy để chị bẫy thú của chị mà tự nhiên cứ nhào nhào lên đây chi. Trời ơi, chị tào lao cái gì vậy? Em đang nói là có ai đó kêu cứu kìa, chị nghe không? Chứ em đâu có nói là cái bẫy thú của chị đâu. Ê, bây giờ khi có khi nào á chị bẫy thú trúng người ta là không vậy? Ôi, chị Banda. Chị đã bẫy trúng một cái cô bé nào nè. Ôi, một cái cô bé này nhìn cái mặt cười nhìn vui vậy á, nhìn. Ê, nó hình như nó ở đó nó thích cái đời nó phái. Thôi thôi để cho nó dưới lên đi. Trời ơi, trời, tội nghiệp con người ta, chị Banda ơi, người ta chị cho sao ta lọc xuống cái bẫy lava chị kêu người ta ở đó nữa. Trời ơi, em nhảy xuống em cứu người ta chị ơi. Chơi kỳ quá, à, chị làm cái bẫy gì đâu mà bẫy thú mà lọc trúng nguyên cái bà nào dưới này nè. Rồi đó, rồi lên đi. Trời ơi. Trời mừng quá, trời ơi, thở không xì luôn á. Trời ơi. Cái anh này dễ thương như vậy, anh cứu tôi đó. Trời ơi, tôi mang ơn anh này rồi, tôi bây giờ tôi phải đền trả một lần. Ê, né xa tôi ra nha. Lại gần tôi làm gì mà sáp sáp vô vậy, tôi biết là tôi cứu bạn, nhưng mà bạn né xa tôi ra. Tôi là hoa đã có chủ, hay là cái chậu cây này đã có bông rồi nên á tôi không có thích bạn nào lại gần tôi nha, nhất là mấy bạn nữ nè. Thôi bạn né xa tôi ra đi, cái đó là chuyện của anh. Anh có chủ hay không là chuyện của anh, nhưng mà chuyện của tôi là phải trả nợ cho anh. Tôi phải làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh suốt cuộc đời. Ở nhà tôi á, tôi có chị Banda già, bà làm trâu làm ngựa cho tôi rồi. Bạn không cần làm trâu làm ngựa cho tôi đâu. Tôi cứu bạn để bạn đi về đi. Thôi, tôi không biết đâu, tôi đu cái chân suốt luôn. Đừng có tìm lựa chọn. Trời ơi, đừng ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Hay là thằng số rồi xuống dưới đi, rồi cho nó đứng cái đi, đừng có cứu. Ôi chị Banda ơi, tôi nói với bạn nghe, bạn né xa tôi ra nha. Trong server này mà bạn mà cứ bu bu lại là tôi kích bạn ra khỏi server luôn. Thôi về chị Banda, cái bà này bà phiền quá. Đi về mình chơi rồi. Cho tôi đi theo với. Không chơi theo, chơi theo. Mèo ơi, tỉnh dậy mèo ơi, tỉnh. Trời ơi, trời ơi, đang ngủ trưa chị Banda, kêu gì mà kêu giọng vậy? Con két của cưng đã có chủ rồi kìa, ở đó mà còn nằm đó ngủ ngái hoài, cưng muốn mất hơn. Trời ơi, đi theo chị. Chị nói gì vậy? Chị Banda, em ngủ trưa chứ có phải chị ngủ đâu, chị mới ngủ. Em có nuôi két đâu mà có con két. Trời ơi, bây giờ đi theo đại hôn ra đây nè, chị ẵng cho cưng nghe nè. Cái gì? Cái cưng đó là sắp bị người ta cướp rồi đó, cho cưng ngủ đi. Ban ngày cũng lo ngủ. Trời ơi, chị Banda nằm mơ giữa ban ngày, giờ này mà có ai ở mút làm gì, có ai mà cướp, ai cướp mút? Trời ơi, cưng xuống đây đi theo chị nè, qua đây chị cho cưng coi một cái. Ôi, đi ra đi. Mấy con nhỏ nào đứng trước giảm hút vậy, trời ơi, nữa rồi. Đi phan đồ cho. Ông hút này kiểu này là bữa nay là có chị với tôi nữa làm dạo gần đây hết. Mấy bạn fan nói chị mèo ơi, chị cẩn thận với anh hút nha. Em chứ em thấy là anh hút nhà chị nay bê gái hơn nhiều. Trời đất ơi, dăm ba bữa là có nhỏ khác, dăm ba bữa là có đứa đứng gõ cửa kêu nhà là sao? Đi ra, trời ơi, đừng có vô nhà tôi. Vô nhà đi, tôi rửa chén giặt đồ. Tôi có bạn gái rồi. Tôi không có thích ai đó lại nhà tôi đứng trước cửa như vậy đâu, phiền lắm, đi ra. Trời ơi, đó nữa đó. Tức ghê chưa? Trời ơi, kiểu này chắc mang tiếng là mê gái suốt đời quá. Ê bạn ơi, bạn gì đó? Tức quá là tức, đừng có đứng trước cửa nhà tôi nữa coi, đi ra. Trời ơi, anh xuống rồi hả? Trời ơi, xuống cái gì mà xuống tức quá mà. Chị giúp tôi cho, chị giúp tôi, đi dậy đây cưng ơi. Em người ta mà không chịu. Chị Banda, đứa nhỏ này em cứu nó dí dí làm chi, nó không biết nó té dí cái gì. Nè nè, hết ơi, hết. Vậy mẹo. Tôi cần một lời giải thích ở đây, tại sao mà ngày nào bữa nào lâu lâu được ông có xuất hiện đứa vậy? Trời ơi, khổ quá, mỗi tội là tại hút đẹp trai quá thôi mà. Đẹp trai quá. Sao chị vậy? Mèo à, tôi đã nói với mèo là bao nhiêu lần rồi. Mèo đừng tức giận vì sự đẹp trai vốn có này. U là biết trời. Biết tại sao được? Vì cha sanh mẹ đẻ ra đã đẹp trai rồi. Đâu dạ, phải muốn đẹp có trai là giải thích được. Hàng cho tôi không hay là đứng ở đó. Vừa đẹp trai mèo đẻ ra đã để tôi giải quyết bạn này. Ê, sao? Cái bạn này ơi, cái bạn gì gì đó. Trời ơi, nghe nó coi tối ngày coi gì đó, coi bực mình ghê không? Là tôi hỏi bạn tên gì để tôi tiện thể xưng hô nè. Tôi tên là Yandere. Trời ơi, cái tên gì đâu mà nghe nó xấu thiệt luôn á. Đó, thấy không? Cái thứ nhất là tên bạn quá xấu, thứ hai là đúng, cái đầu bạn quá bự so với tôi. Thứ ba là tôi không thích người bạn đồ màu đen nhiều như bạn. Tôi không hề thích bạn. Đúng rồi, đó người ta lại nói với người ta như câu nặng lời như vậy. Nè, nhìn thấy không? Đây nè, đây là người cô gái tôi thích nè, tóc hồng nè, quần xanh nè, áo trắng, da trắng nè, dáng xinh nè đó, tặng cho bông hoa luôn. Thấy chưa? Tôi không hề thích bạn. Tôi biết là anh á, cái miệng anh nói vậy thôi, nhưng mà cái lòng của anh tốt lắm, tôi biết hết mà. Tôi là người tốt trong làng này, ai cũng tốt hết á. Thôi bạn đi ra đi. Tôi không chịu nổi rồi, hết à, tôi cho ông á nữa 5 phút sau mà tôi về bển, tôi qua đây mà tôi thấy con nhỏ này chưa biết mắc khỏi cái làng này hết, ông tới số với tôi.
chị Ba Đa, chị Ba Đa. Chị Ba Đa, giúp em với. Em không muốn các bạn mà kêu em đâu. Cái con ơi, thiệt tình nó suốt ngày ông muốn cứ làm mấy cái trò gì đâu á. Tới ngày cứ đem lòng tốt ông rải rác khắp nơi. Rồi sau đó biết bao nhiêu người cứ kéo nhau lại nhà của ông để trả ơn trả phước. Cứ bực mình ghê không? Đúng là tốt quá cũng không được đúng không mọi người? Dạo này mọi người có thấy Red Hood á là tốt quá đáng không các bạn? Hay là ông Hood ông chỉ đang cố tình làm vậy để che giấu đi cái sự mê gái của Red Hood? Mọi người hãy bình luận phía dưới cho mình biết đi nha. Bạn ơi là bạn, tôi nói với bạn biết bao nhiêu lần rồi, từ sáng tới giờ bạn gây hiểu lầm nhiều thứ lắm rồi nha. Bạn đừng có mà gây hiểu lầm tôi trước mặt mèo nha. Nè tôi nói nè, tôi không có cần ai giặt áo, rửa chén, nấu cơm hay đi may gì hết trơn á. Nếu mà có thì tôi đã có chị Banda rồi. Chị Banda là người đã làm hết mọi thứ cho tôi. Bạn hiểu không? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, tôi cũng nói cho mọi người biết hết rồi là tôi không cần mọi người phải yêu thương hay chăm sóc hay là quan tâm tôi hết. Tôi chỉ muốn là giặt đồ, rửa chén, quét nhà, làm hết mấy cái việc giặt ở trong nhà. Trời ơi, đẹp trai nó khổ quá trời ơi luôn á. Anh nói là không cần rồi hà mà cứ đứng nói hoài. Đã nói không cần là chị Banda, chị giúp em đi. Chị mà giải quyết được chuyện này á thì tất cả cái số em rồi trên bàn. Rồi tôi sẽ ra để chị giải quyết. Đã nói bao nhiêu tỷ lần rồi, đã nói là không cần, có nghe chưa, ngoái cái lỗ tai lên. Ở đây người ta có người chăm sóc rồi. Tôi là tôi chăm sóc cho Red Hood từ xưa tới giờ, tắm rửa đấy, ẻ giặt đồ tôi làm hết, biết mẹ. Yeah, Hood ơi, Hood xuống đây, xuống đây. Mang xuống đây tin tức vui nè, Hood ơi, mang xuống đây. Cái vậy? Đi chưa? Sao? Trời ơi, đi mất tiêu luôn, kim cương đâu mất ra đưa thêm cho chị. Nó đi vậy hả? Ôi, sao chị giỏi vậy? Chị Banda cái miệng chị công nhận vừa dày mà vừa giỏi nữa. Đúng rồi. Nè, nè, kim cương nè. Emerald nè. Giỏi. Rồi thôi, em cảm ơn chị nhiều nha, em lại chị luôn ấy. Mốt chị đừng vô rừng chị làm mấy thú giùm em nha. Lần sau mà chị thấy được đúng bà già là chết em luôn chị Banda. Lần đi chị vô chị làm hai ba cái bẫy nữa nha, hết chị về nha. Trời ơi, đã quá, Red Hood mới cho em mơ rộ với kim cương quá trời luôn. Để mình chạy qua làng mua thêm một bớ bảy để về làm coi. Thôi, đứng lại bà già. Vậy vậy? Ủa, sao thôi, cái này nãy giờ nha, tôi thấy là bà xé vô cái chuyện của tôi là hơi nhiều rồi đó. Tôi ngứa với bà lắm rồi đó. Ủa, tôi xé luôn á rồi sao? Đó là chuyện của nhà tôi mà. Trời ơi, con mẹ. Vậy là bà muốn chống cự đúng không? Ủa, tôi chống từ đầu lần mà, còn phải hỏi. À, vậy là hôm nay cho bà biết tay của tôi nè. Giỡn mặt với tôi hả? Giỡn mặt hoài ghét quen. Trời ơi, đây là đâu, đâu là đây vậy? Thả ra đi. Wow. Bà thấy quen không? Cái này là cái bẫy của bà đã tạo ra đó. Bây giờ bà được về nhà rồi đó. Ừ, trời ơi, khó chịu quá à. Làm ơn thả tôi ra đi. Thả ra hả? Làm gì có chuyện dễ dàng gì như vậy? Bà xí vô chuyện của tôi quá nhiều rồi. Bây giờ á, bà còn muốn xí vô chuyện của tôi nữa không? Trời ơi, tôi không xí đâu, không dám nữa đâu. Thôi thả tôi ra đi, trời ơi. Tôi năn nỉ bà đó. Nếu mà bà còn xí vô chuyện của tôi nữa ha, tôi cầm cái xô lava này tôi đổ lên đầu của bà, đổ xuống nghe, lúc đó bà chọc đầu luôn đó, hiểu chưa? Tôi năn nỉ bà, đừng có đổ tôi hả? Tôi trội đầu, tôi quýu tóc hết đó. Bà thả ra đi. Tôi năn nỉ bà đó, tôi không dám hả? Xí vô chuyện của bà nữa đâu. Phải vậy chứ. À, để chắc ăn thì tôi sẽ nhốt bà ở đây luôn, để cho bà khỏi xí vô chuyện của tôi với anh Hood nữa. Trời ơi, thả đi, không dám xí cho nữa đâu mà, đừng bỏ đi. Tích cái mình thiệt quá, bực mình quá trời quá đất. Đi đi chặt cái cây này cho bỏ ghét. Ừ, cái cây gì đâu mà vừa bự vừa thấy ghét, bây giờ nhìn thấy cái giống gì cũng thấy ghét, thấy khó chịu quá trơn à. Happy. Ủa, cái gì vậy? Happy. Ủa, ngày hôm nay là đại hội cứu người hay gì mà sao cứ đi đâu? Happy. Hồi sáng là ông Hood nói là cứu người, rồi bữa nay mình đang đi chặt cây cũng nghe có tiếng ai kêu Happy Go. Trời ơi, cái gì vậy nè? Ủa, Happy Go. Ê, ủa, mèo. Chị Bình Đa hả? Mèo. Ủa, phải chị hả? Mèo. Ủa, cái gương chị Tần ơi, nhìn con biết rồi, còn hỏi hoài Tần ơi. Mặt đó, bờ môi đó là chị Banda. Ủa, mà chị làm gì? Sao chị xuống dưới đây chị đứng vậy? Chị không có làm gì hết á mèo. Cưng vợ ra, sao chị về đây? Trời đất ơi, tự nhiên giữa trưa nắng chị ra đây, chị xuống cái hồ lava, xong chị còn lấy ra cái lồng mà chị trắng lợn nữa. Bộ chị tính xuống dưới đó cho chảy mỡ ra để chị ốm mà chị Banda. Chị đâu có mập tới cỡ vậy đâu. Trời ơi, cái này là hồi nãy chị ngủ quá, chị nằm mơ, chị thấy chị bị đây nè mèo. Chắc chị mộng du á mèo ơi, thôi gỡ cái cho chị về đi mèo ơi, đại đi. Này chị Banda, nóng lắm rồi. Cái này chị Banda quá già quá rồi, riết rồi bả bị mộng du hay gì á. Thôi để em gỡ ra em cứu chị lên nè, chứ em khổ chị quá à. Ừ đúng rồi, trời ơi, nãy giờ chị không dám đứng thẳng luôn á mèo. Trời ơi, chị đứng nó rút nó luôn rồi nè. Chị công nhận chị rảnh ghê luôn chị Ba. Sorry chị Ba Đa, đây là để em vớt chị lên. Đây rồi, trèo lên. Oh my god. Không biết có chạy về được tới nhà không nữa, ôi nước kìa. Chạy về lẹ. Thôi, nói chưa, chị Ba Đa vô sự rồi đó. Bà bảo vệ chị luôn á. Về sai lầm á, khi mà chị kêu con cứu chị luôn đó mèo. Em thấy chị cũng rảnh quá à, mà chị làm gì em hỏi thiệt. Mà
chị làm cái gì mà chị xuống dưới đó chị đứng vậy? Chị nói là chị không biết, chị bị mộng du, đừng có hỏi chị nữa, giờ chị về chị ngủ. Ai đâu mà chưa ngủ mà bị mộng du. À khoan ha, còn không biết ông Hút ông giải quyết chuyện đó sao rồi ta. Thôi về trước nha mèo ơi. Về đâu? Trời ơi, hay ghê quá. Trời, chuyện gì vậy? Ôi, cái con nhỏ này dừng có ở trong nhà mua. Để có dí cho tôi nữa. Ê, tôi gọi tất cả cho ăn nè. Chị bên đây chị chạy đâu hả? Đứng đây. Chị chạy về nhà, chị không có ở đó đâu. Trời thôi, sao lại về nhà? Liên quan tới chị. Chị không biết, chị không biết. Ủa, cái gì không liên quan? Chị đi vô đây giải quyết con nhỏ này với em. Không có được, chị có không phải của chị. Không được. Vậy vậy bình thường chị khoái lo chuyện bao đồng lắm mà chị bên đây. Sao tự nhiên bữa nay chị hiền ngang vậy? Trời đất ơi, đi vô nhà đóng cửa lại luôn. Thiệt là bực mình quá đi. Mấy bữa thì còn chị Banda đi qua giải quyết mấy con mắt cha với mình. Còn bây giờ chị Banda làm gì không? Chị đi vô giải quyết với mình. Đu tôi ra mà mày ơi. Tha cho tôi đi mẹ. Ui rạ trời ơi. Chị xảy ra vậy? Cắt tóc cho hết nè, đi lại đi. Thôi tôi đầu trọc rồi, cắt cái gì nữa. Tha cho tôi đi mẹ. Ê con nhỏ kia, con nhỏ kia. Ê trời ơi. Cầm cái kéo chà bá vậy mà đòi cắt người ta, lỡ cắt bậy cắt bạ, cắt trúng cái này tùm lum tà la rồi sao? Ôi cắt trúng nè. Ôi hết hồn luôn. Từ từ kiểm tra còn không còn. Cái ôi chưa chưa còn nguyên còn nguyên mày ơi. Con nhỏ này sao mà dẹp ba cái đó vô, biết mấy cái đó là chơi vậy đứt tay. Tôi nói với bạn là cái này á nó không phù hợp đâu, tôi không muốn cắt tóc gì hết á. Tôi có người lo liệu cho tôi rồi. Chị Banda lo lắng cho tôi rồi. Ôi trời đất ơi, hết sao con nhỏ này còn ở trong nhà không vậy? Hồi nãy chị Banda đuổi nó đi được rồi á, tự nhiên chị Banda ba lấy chim cương với em rồi của tôi á, ba đi xong giờ nhỏ này quanh vô lại nè, tôi biết sao luôn á mèo. Chị Banda lâu, chị Banda lâu, chị Banda lâu. Trời cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, chị Banda thì nãy ba lấy chim cương của tôi, ba đuổi cái bạn này đi rồi mà. Tôi có chị Banda lo liệu cho tôi đâu, không lại bạn đó. Chị Banda nói với tôi á là chị Banda không lo lắng cho Hút ở đâu, bây giờ đã chèn lại trách nhiệm đó cho tôi. Trời chị Banda nói vậy hả? Chị Banda nói thiệt vậy luôn hả? Thiệt không? Chị Banda nói vậy thiệt hả? Thiệt chứ không lẽ tôi xạo. Trời chị Banda này chứ lấy kim cương với em rồi của tôi đã đời của mày đạt đưa trách nhiệm cho nhỏ này nữa. Hèn gì, hồi nãy giờ tôi kêu chị Banda vô giải quyết chứ tôi bỏ nó chạy Hút. Ê mèo, chắc nhỏ này đưa kim cương với em rồi nhiều hơn là tôi đưa rồi đó. Hay là bây giờ vậy đi, chị Banda không lo cho tôi nữa thì tôi còn bạn gái nè. Bạn gái này là bạn gái mèo của tôi. Đúng tuyên bố nha, cái này là vợ sắp cưới của tôi á. Và cái vợ này là lo cho tôi á, quan tâm lo lắng bảo vệ tôi khỏi ốm đau bệnh tật á. Nói chung là tôi không cần bạn. Đúng bạn rồi. Á, thôi tôi không cần bạn, nói chung là bạn. Thì bạn gái Hút hả? Đúng rồi đó, Red Hút nhà tôi là không thích uống matcha, hiểu không? Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không thấy cái mặt bạn nữa nha. Trời, mấy ngày á cứ matcha là nhà Hút của tôi hoài, thôi đi về đi. Tôi đã nói rồi, trời đất ơi. Mọi người có nghe gì không? Mấy bạn có thấy gì không? Nó vừa hứa vô mặt của mình đó. Ôi trời, tôi chính thất mà tôi tưởng tôi tiểu tam không đó trời. Mèo nó đi chưa? Nó đi mất tiêu rồi. Cảm ơn mèo nha, hên là mèo đến tới đúng lúc luôn á. Chứ mà mèo không tới đúng lúc á tôi nghĩ là nó quậy dữ lắm đó mèo. Tôi cảm thấy dạo gần đây cái nam chăm hút gái của ông hình như nó hơi phản ứng mãnh liệt quá được. Đúng không? Xin lỗi nha mèo rất là nhiều nha, tôi cũng không muốn gì đâu nhưng mà cỡ gì. Đẻ ra tôi đã đẹp trai. Thôi là bao đừng đọc câu đó nữa giùm tôi cái. Thôi tôi đang status lên Facebook đây. Buồn đời đẻ ra đẹp trai quá, gái theo hoài phiền thiệt luôn á. Bây giờ cũng đang có một người theo đuổi đứng sau lưng tôi nè. Ôi là trời, thôi xin lỗi bạn nha. Nè ăn bánh bí ngô giùm tôi cái đi. Đó, ăn đi, sáng giờ chắc chưa ăn gì hết đúng không? Cảm ơn mèo rất nhiều nha. Hên quá, đăng tiếp. Nhờ đẹp trai mà có người mua bánh bí ngô cho tôi ăn. Chắc một hồi nó đăng tôi tới thứ gì luôn đó. Cuối cùng cũng giải quyết xong vụ Red Hút rồi. Mọi người có thấy dạo gần đây anh Hút của bạn y như là cục 500 bông suốt. Ê, cái con nhỏ kia. Trời. Cái con nhỏ đầu hồng này. Trời đất ơi, xin lỗi bạn nha, đầu bạn cũng hơi hồng đó. Mà kêu nhỏ nào vậy? Kêu nhỏ này chứ nhỏ nào, tôi bây giờ tao không quan tâm. Đã xong chuyện rồi còn chưa chịu đi nữa, tính ở đây làm gì? Tao nói cho cái con này biết nha, Red Hút là của ta. Red Hút là của ta, hiểu không? Bây giờ ta nhất định là phải đập chậu cướp bông, hiểu không? Sao tôi cảm thấy như là tôi là mắt cha mà đang bị chính thất dằn mặt vậy trời. Trời ơi, xin lỗi bạn nha, tôi mới là hoa, còn Red Hút thì mới là chậu nha bạn. Bạn đập lộn thứ rồi nha. Vậy tôi sẽ bứt bông cướp chậu đâu. Ú là trời, bứt bông cướp chậu. À được rồi, nè có ngon nói chuyện với cây rìu kim cương của tôi đi nè. Trời ơi, bà cái thứ đó. Trời ơi, tức thiệt chứ, từ sáng tới giờ á công nhận có con nhỏ đó heo làm phiền mình hoài luôn á. Mình không hiểu tại sao mà mình vừa cứu nó có một xíu thôi mà nó lại đòi đi heo trả ơn hoài luôn, không hiểu nha. Không lẽ tại tôi đẹp trai thiệt á? Giỡn là giỡn thôi. Để tôi lên mạng tôi coi thử coi hồi sáng bạn nói tới, bạn nó nói là bạn nó tên là Yandere. Mà Yandere, ôi có thông tin rồi ha. Yandere là một thuật ngữ chỉ tính cách của các nhân vật nữ có tình yêu mãnh liệt đối với đối phương, từ đó bị mất kiểm soát và làm bất cứ mọi điều. Oh no, không lẽ cái bạn này là bạn là thể hiện tính cách Yandere tuyệt đối người sao vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi da, ôi da, trời ơi, con nhỏ này nó mạnh quá, tôi đã thật là mà. Đúng là một Yandere chính hiệu luôn nè, sẵn sàng ăn hiếp chị Banda hay là ăn hiếp mèo đấy, bất chấp đến với Hút thì chứ gì. Trời ơi, cứu tôi đây. Chỉ vì mình quá đẹp trai thôi mà. quên. Để tôi tới cứu mèo nè mèo ơi. Chụp tôi xuống hồ lắm ba. Tới rồi mèo ơi. Để tôi chạy tới cứu mèo. Mèo ơi, mèo. Cứu tôi. Mèo. 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 Mèo.
sao? Nó sắp trục tôi xuống hồ lava rồi. Thôi không. Trời ơi, mấy bạn ơi, mèo đang bị Yandere bắt rồi kìa. Bây giờ mình phải giải cứu mèo thôi. Các bạn giúp mình nhấn like trong vòng 3 giây nữa để mình giải cứu mèo nha. 3, 2, 1. Mọi người đã nhấn like chưa? Đúng, nếu mọi người nhấn vậy. Like rồi thì để tôi bắt cua đến và giải cứu mèo. À, con Yandere này mình chết này với tao. Cứu tôi đi hết rồi. Trời ơi, mèo tôi đang tới cứu mèo nè. Cẩn thận đó. Cái chỗ này tôi làm ra mà sao tôi cẩn thận được mèo ơi. Ui. Bắt cua cực đỉnh luôn. Nhanh quá vậy. Nhanh chứ. Thôi, cứu mèo là tôi phải nhanh nhất có thể. Mèo ơi, chờ tôi xíu. Cứu là tôi đang chờ. Tôi đang chờ nè. Rồi, mèo ơi, tôi tới với mèo rồi nè. Cái con nhỏ đáng ghét kia, thả mèo ra mau. Nếu mà không thả mèo ra đừng có trách nha. Cây rìu này rất là mạnh đó cho mà biết. À, đừng có hòng. Tôi chỉ muốn rét hút thôi mà. Tại sao mọi người lại khó khăn với tôi như vậy? Muốn tôi rét hút cái gì? Ôi, tôi đã nói cái gì cả bao nhiêu lần rồi, tôi không có cần. Tức quá, tôi không cần bạn. Tôi làm luôn kêu hút rồi. Mèo, tôi phải tìm cách cứu mèo mới được. Bây giờ thả mèo ra đi, tôi năn nỉ luôn á. Nếu mà bạn thả mèo ra thì tôi sẽ chấp nhận đi theo bạn, được chưa? Hút rồi, ông nói cái gì vậy? Ông điên rồi hả? Mèo, tôi đã quyết định rồi. Nếu mà ai đó làm hại cái mèo thì phải bước qua hút. Không được, không được, tôi không muốn vậy đâu. Hút đừng nói vậy. Tôi không cần thả ra với trơ, khỏi đi. Tôi khỏi đây luôn. Tôi sẽ đi với bạn. Không. Thả mèo ra. Có thiệt vậy không? Không có thiệt tình gì đây hết á. Tôi không cần vậy mà. Đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần mèo được an toàn thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho mèo hết. Không có ổn chút nào hết á. Bây giờ bạn thả mèo ra đi, tôi sẽ đi theo với bạn. Rồi, chỉ cần câu nói đó của hút thôi là tôi sẽ thả mèo ra. Thả mèo ra mau lên. Nè, dẫn về đi. Nhớ là phải giữ lời hứa với tôi nghe chưa? Được rồi, tôi cần một tí thời gian để chuẩn bị. Tôi sẽ vô nhà soạn đồ để đi với bạn. Thả thiệt đi. Luôn hả? Tôi kiên nhẫn không được lâu đâu. Bạn đứng đây chờ tôi 5 phút. Tôi vô nhà tôi chuẩn bị đồ rồi tôi sẽ đi với bạn. Hút ơi, không lẽ ông làm gì thiệt hả hút? Mẹ cứ đi theo tôi đi, mọi chuyện là sẽ ổn thôi mẹ. Tôi thấy không ổn chút nào, con nhỏ đó hung dữ lắm. Tụi hồi nãy nó quýnh tôi một phát bọt thôi là cái đầu tôi sưng chù dù luôn. Ê, hút rồi, chị nghe hết rồi đồ nè, đi hút đi thôi đi. Trời ơi, đi hút. Nè, trước đi là cưng lên đầu cái đầu này vô nó té cưng là nó sợ luôn ngốc nó đi theo cưng. Chị tay chẳng quá. Chị Banda thật sự muốn đuổi mình ra khỏi tim hay sao đó. Mèo đi theo tôi nè, vô đây. Không vô được đâu hết ơi, ông đi theo con nhỏ đó tôi thấy không có ngày bình yên đâu. Đóng cái cửa lại đi bà nội, trời ơi nãy giờ tôi giả ngầu đó. Nghĩ sao mà tôi đi theo con nhỏ đó vậy? Cái giả ngầu, khách hộp. Nói miệng lại. Nè, bây giờ trong thời gian mà nó đứng ở ngoài nó chờ á, chúng ta sẽ chế tạo ra một cái con robot mang hình dạng Red Hood được không? Robot? Tôi nghĩ ra từ nãy tới giờ rồi. Cái con Yandere này nó sẽ làm bất chấp mọi việc để đem tôi đi với mèo. Nên cho dù á mẹ chị mình đang có làm gì nữa, có đánh gì nó đi nữa, nó cũng sẽ hồi sinh lại và đem tôi đi thôi à. Đúng vậy rồi, bây giờ cách nào làm robot tôi đâu biết làm mấy cái đó đâu. Ôi, tưởng gì cách làm robot dẹt à. Mẹ nhìn nè, thế hút rồi sẵn hết rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên làm con rối Red Hood đi chứ mà đừng làm robot. Nè thì đúng rồi, bây giờ mẹ theo tôi ra đằng sau nhà đi. Mèo ra đây. Mau lên. Đi buông vô ra đây đại đi. Nè, tôi chuẩn bị hết rồi, mẹ chị Banda cứ yên tâm. Mèo nhìn thấy màu đỏ không? Bỏ vô cái lỗ đó đi. Cái màu đỏ tượng trưng cho cái màu áo của Red Hood. Rồi. Màu trắng tượng trưng cho tóc của Red Hood. Tóc cứt chim. Cái gì vậy mèo? Thì đúng rồi, màu đen. Màu đen bỏ vô. Bộ đồ của tôi. Ủa chắc không vậy? Kiếm cước. Chứng tỏ cho sự đẹp trai và sự lạnh lùng. Cứng cáp của tôi. Đẹp trai và lạnh lùng. Đây có bông hồng nữa nè. Dùng vô. Để giáp. Đây sẽ là cái khung xương của robot. Bỏ vô đi. Ủa sao ông chuẩn bị nhiều vậy? Ê, thấy một món và củ cải cà rốt. Cần một tô nhung nham và củ cải làm gì? Trời ơi, chị Minh A, làm như vậy sẽ bị lộ đó. Ủa vậy hả? Tôi bỏ cái lava này vô để tăng cường sự ấm áp cho con robot này và cuối cùng là một khúc xương. Đó là khúc xương đó hả? Cứng cứng nó giống thiệt mèo ơi. Bây giờ thì bỏ vô. Ui da, trời ơi, sát đánh đau quá. Ôi mèo, thành công rồi nè. Ui. Chế tạo được một con robot. Wow. Robot Red Hood nè. Bước lên đây. Wow, giống thiệt luôn nha. Cái đầu nó hơi liệt liệt xíu, mèo thông cảm nha. Ê, cái này hơi lỗi liệt liệt đó nha hút. Hình như là chị Banda bỏ củ cà rốt vô đúng không? Đúng rồi, chị cho thêm củ cà rốt cho nó giống nó hút. Phá đúng rồi, phá nè. Cái này giống nhau như hai giọt nước luôn nè. Ôi, giống thiệt luôn. Từ để tôi cài đặt nó cái. Cầm xuống, cài đặt. Rồi, ông cài, ông cài gì vậy? Từ mèo, để tôi cài nè, đi theo con nhỏ tóc hồng. Ê, bậy nhé, con nhỏ tóc hồng có chơi đi theo tôi bây giờ á. Tóc hồng đen. Cái đầu to thì là to, rồi xong, đi. Ôi. Rồi, bây giờ mẹ tôi đi, tôi trốn mẹ ơi. Tôi đạp cái lỗ xuống, tôi trốn. Rồi, ok, xong, vô đây chị Bada, lẹ đi với em đi em. Vô. Nhanh lên chị Bada, không kịp. Xong chưa, làm gì mà lâu vậy? Sao xong rồi, kìa, Red Hood sau lưng nhà ngươi kìa. Ôi, Red Hood của ta đi sao? Đúng hả? Trời ơi. Hút ơi, hút đi mạnh giỏi, hút ơi. Đi nhớ có ngày về nha, hút ơi. Diễn vừa thôi, diễn vừa thôi, hồi quay lưỡi thiệt bây giờ. Hút ơi, đi theo tôi đi. Đúng rồi, đi hút ơi.
tạm biệt cô chị. Quên quên chị. Đi chúng ta mãi mãi bên nhau. Đâu mà đi xa xa đi lâu lâu hết ơi, đi hoài đi luôn đi, đừng về hết ơi, đi theo nhỏ đó luôn đi nha. Rồi chị Bích Hạnh. Đi đi vô vô. Wow, không ngờ thành công thiệt. Đi ra để em kêu Phút dậy mới được cho Phút chứng kiến cảnh này. Ê, coi chừng cái đó là không có thiệt á mèo ơi. Có bị nhộn hơn đó. Không, chị Bích Na, chị nói sao Phút ơi. Ngồi lên coi coi có ở đây nữa không. Phút, Phút em. Rồi thôi. Mèo, trời ơi nhốt tôi là cái gì mà nhốt lâu vậy mèo. Trời ơi, chị Bích Na mới làm tôi hết rồi tôi tưởng. Đừng đừng nấp xuống, nấp đi, nó quay lại kìa, nấp xuống, nấp xuống. Không có, chưa quay lại nè. Phút lên đây coi nè, lẹ lên, lẹ lên. Gì vậy? Thành công mỹ mãn. Đây coi nè, núp núp ở đây coi nè, đó mắc cười đó. Kìa, nó rủ nhau đi câu cá bên bờ sông kìa. Phút ơi, Phút ăn cá không? Tôi bắt cá cho ăn nè. Mèo mèo, cái rét hút của tôi nó tròn được đó luôn kìa mèo. Quá là đó, 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 chờ chờ. Mà hiện tại nó còn ở trong làng thôi, tôi đi trốn nha. Có gì ai lại nhà hỏi nói tôi là đi đi vắng nhà. Phút ơi, tụi kia lấy cái đầu nó đội lên đi là cưng giả dạng được rồi. Nó không nhận nó được đâu. Ý kiến hay, ý kiến hay. Cuối cùng có sống như vậy không được. Bớt mèo ai chứ cũng được, đội lên đi. Tụi mình cuối cùng nó thật là khô bạn lắm. Từ nay tôi là đội gà đen. Tụi đi ngang nó thôi, nó không biết. Thôi chị Bích Na, mày đừng có báo anh chị Bích Na. Từ nay tôi là anh da đen. Hai người giống nhau như vậy này. Đó thấy chưa, hên quá. Hên đó là tụi mình đó nhanh chóng nghĩ ra được Red Hood này. Red Hood thật là thông minh, nhanh chóng nghĩ ra được con rối thế chỗ. Hay da, cuối cùng thì câu chuyện về công danh Dare cũng đã kết thúc trong làng Pirate của mình. Red Hood mình cũng đã được an toàn rồi. Nếu như mọi người thích cái cách xử lý của Red Hood thì các bạn đừng quên hãy like cho video này nha. Vậy thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye, bye. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.